xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IPC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Phật tử Nhật Khiếu Hạnh. Hôm nay con đi học về, con thấy khỏe không? Dạ, con khỏe, con cảm ơn Thầy. Con học thầy cũng tốt, không? Thầy cảm ơn con, Thầy cũng khỏe. Với Đạo Phật. Dạ. Với Đạo Phật xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Kính bạch Thầy, trong kinh Tạp A Hàm số 497, Đức Phật dạy khi cử tội có năm pháp tâm an trụ, xin Thầy hoan hỷ giảng về lý do tại sao Đức Phật đã dạy về kinh này ạ. A Di Đà Phật. Thì cái kinh số 497 trong kinh Tạp A Hàm, như là cháu Jesse Thảo Vi Nhật Hữu Hạnh đã hỏi đó, thì thưa quý vị, cái lý do mà Đức Phật đã nêu lên năm pháp lợi ích khi mà chúng ta muốn cử tội một người nào đó là bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất còn được nghe là tôn giả Xá Lợi Tử, tức là ngài Sariputta thưa thỉnh Đức Phật phải hội đủ bao nhiêu pháp lợi ích thì người cử tội mới có được cái sự an tâm. Chúng ta biết rằng là ngài Xá Lợi Tử là một cái bậc đại trí trong hàng thanh văn. Khi còn trẻ thì tôn giả Xá Lợi Tử thuộc cả 14 cái bộ kinh lớn của Bà La Môn. Lúc bây giờ chỉ có 8 tuổi thôi. Và khi mà ngài đăng đàn để biện luận, dù những học giả lỗi lạc nhất thời bây giờ cũng phải khâm phục, biện tài vô ngại. Và lớn lên thì tôn giả Xá Lợi Phất trở thành một người rất là nổi tiếng. Nhưng mà một hôm nọ đó, ngài gặp tôn giả Mã Thắng là đệ tử của Đức Phật đang đi khất thực. Ngài thấy cái oai nghi của tôn giả Mà Thắng rất là đáng kính. Cho nên tôn giả Xá Lợi Tử rất là ngạc nhiên, hỏi chứ ngài từ đâu đến, ngài tu cái pháp gì, thầy của ngài là ai. Thì lúc bấy giờ tôn giả Mà Thắng mới nói rằng là thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi được tôn giả Xá Lợi Tử hỏi Đức Phật đã dạy cái gì, thì tôn giả Mã Thắng đã đọc một bài kệ nói về vấn đề nhân duyên, nói về vấn đề duyên khởi, chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Khi mà nghe tôn giả Xá Lợi Tử lặp lại những lời dạy của Đức Phật, thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Tử, khi mà nghe tôn giả Mã Thắng lặp lại lời dạy của Đức Phật, thì ngài Xá Lợi Tử đã rất là hâm mộ, cho nên đã tìm đến Đức Phật và xin xuất gia quy y.
Thì thưa quý vị, cuộc đời của Ngài Xá Lợi Tử có nhiều việc rất là giá trị để có thể chia sẻ. Nhưng mà khi có dịp nói về cuộc đời của Tôn giả Xá Lợi Tử thì chúng tôi sẽ chia sẻ sau. Bởi vì Ngài cũng phát tâm nhập Niết Bàn trước ngày Đức Phật thị tịch. Bởi vì Ngài không muốn chứng kiến, sau khi mà chứng kiến cái chết của Tôn giả Mục Kiền Liên vì ngoại đạo. Và nghe Đức Phật sắp sửa thị tịch Niết Bàn thì Ngài đã thị tịch trước Đức Phật để không phải chứng kiến cái cảnh mà Ngài nghĩ rằng là rất là buồn. Thì trở lại câu hỏi của cháu Jesse Tao Vi, Nhật Hữu Hành. Thì Tôn giả Xá Lợi Tử đến nơi Đức Phật. Và Đức Phật lúc bây giờ đó đang ở tại Kinh Đô Xá Vệ, ở tại Vương quốc Kiều Tất La. Và trong rừng Theo Kinh, trong rừng cây Kỳ Đà và vườn Cấp Cổ Độc. Chúng tôi muốn kể cái sự tích này một chút để chia sẻ với quý vị. Thực ra thì cái khu vườn này được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Lý do có cái tên dài như vậy là vì lúc bây giờ trưởng giả Tu Đạt Sutta rất là hâm mộ Đức Phật, thường đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và ông phát tâm muốn xây cất một cái tinh xá, một cái tu viện để cúng dường Đức Phật. Sau khi được Đức Phật hoan hỷ chấp thuận thì ông đã đi tìm một cái khu đất để mà tiến hành cái công việc xây cất. Sau một thời gian tìm kiếm thì ông đã tìm thấy một vườn cây rất là đẹp. Vườn cây đó do thái tử Kỳ Đà là con của vua Ba Tư Nặc làm sở hữu chủ. Và hai bên gặp nhau thì ông muốn mua cái khu vườn này. Nhưng mà thái tử Kỳ Đà thì cũng không muốn bán. Do vậy mà ông chỉ nói đùa, không nói rằng là nếu ông có khả năng mà trải hết cái khu vườn này bằng vàng thì tôi sẽ bán cho ông. Nhưng mà không ngờ trưởng giả Tu Đạt trả lời ngay rằng là ngày mai tôi sẽ đem vàng để trải hết cái khu vườn này. Và ông thực hiện đúng theo những gì mà ông đã tuyên bố. Mà khi trải vàng khắp cả cái khu vườn thì lúc bấy giờ trưởng giả Tu Đạt đứng ngẩn ngơ. Lúc đó thì thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng là có lẽ thiếu vàng, cho nên ông có những cái băn khoăn, có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi hỏi thì trưởng giả Tu Đạt trả lời rằng là tôi đang suy nghĩ trải hết cái số vàng trên đất thì tôi có thừa khả năng, nhưng mà những cái gốc cây thì làm sao có thể trải vàng được. Thì lúc bây giờ đó, thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên không biết là lý do gì mà ông đã phát tâm rộng rãi như vậy. Hỏi ra thì mới biết rằng là trưởng giả Cấp Cô Độc, ông là tên thật là Tu Đạt, nhưng mà vì ông cấp phát, ông giúp đỡ cho những người cô đơn, nghèo, đói, đầy đủ, cho nên mọi người đã tôn ông và tôn trọng và gọi ông là Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả là một cái đại gia ngày xưa. Thì khi mà được trưởng giả Cấp Cô Độc cho biết mua cái khu đất này, mục đích là để cất cái tinh xá cúng dường lên Đức Phật, và ông đã nói về những cái
đời sống rất là đáng tôn kính của Đức Phật, nói về những cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Cho nên Thái tử Kỳ Đà cũng đã phát tâm luôn đúng. Như vậy thì đất thuộc về ông, cây thuộc về tôi, cả hai cùng nhau để cúng dường lên Đức Phật. Cho nên khu vườn đó mới có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, viên là vườn. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đến lễ Phật và thưa thỉnh với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, nếu tỳ kheo cử tội, muốn cử tội người khác khiến cho tâm an trụ, phải có bao nhiêu pháp mới được cử tội người khác? Thì thưa quý vị, Đức Phật đã dạy nếu tỳ kheo khiến tâm an trụ phải có đủ 5 pháp mới được cử tội người. Mà không có đủ 5 pháp lợi ích này mà cử tội người khác, con biết cử tội là cái gì không? Dạ không. Cử tội tức là mình nêu cái sai lầm của người khác lên đó. Ví dụ như bây giờ con thấy một ai đó có những cái lỗi lầm gì, thì con muốn nói cái lỗi lầm của người đó ra, gọi là cử tội. Tức là nêu cái tội lỗi, cái sai lầm của một người nào đó, gọi là cử tội. Thì theo lời dạy của Đức Phật đó, qua cái sự thưa thỉnh của tôn giả Xá Lợi Tử, thì mình muốn cử tội một cái người nào đó thì mình phải có đủ 5 pháp lợi ích thì mới mang lại cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà cử tội người khác mà thiếu những cái pháp lợi ích thì nó sẽ không đưa dẫn đến những cái kết quả tốt đẹp. Con hiểu đó phải không ạ? Dạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Kính bạch thầy, thầy có thể giảng rõ về pháp thứ nhất ạ. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn con ha. Thì trong 5 pháp lợi ích đó đó, thì Đức Phật đã dạy về cái pháp thứ nhất, tức là cái điều hay là cái yếu tố quan trọng thứ nhất là thật, chẳng phải không thật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta nêu cái sai lầm của một người nào đó thì cái điều đó phải đúng với sự thật, đúng hoàn toàn 100%, chứ không phải là do ác ý bịa đặt để vu khống, để chụp mũ, để xuyên tạc. Mà những cái điều được gọi là sai lầm, nó đúng hoàn toàn như là chính nó đang làm. Nhưng mà con biết là cũng khó phải không? Làm sao để mình có thể biết được một cách chính xác cái điều đó là cái điều mà hoàn toàn sai lầm 100%? Nó khó lắm, chứ không phải là đơn giản phải không? Cứ lấy một cái thí dụ, bây giờ thầy đưa cái tờ giấy như thế này trước mặt con. Con thấy cái màu gì? Dạ, màu trắng. À, màu trắng, không có gì hết phải không? Dạ. Nhưng mà ở trước mặt thầy là có chữ. Có chữ. Ví dụ thầy quay lại thì con thấy là cái gì? Dạ, chữ. Có chữ nhưng mà trước mặt thầy là màu trắng. Dạ. Như vậy điều đó có nghĩa rằng là dù cái tờ giấy đang ở trước mặt nhưng mà chúng ta chỉ thấy một nửa thôi, phải không? Không thấy hết được cái sự thật ở đằng sau của tờ giấy. Cho nên khi mình thấy một cái người nào đó, mình nghĩ là hoàn toàn đúng, nhưng mà trên thực tế thì nó không đúng. Chẳng hạn như có trường hợp một ngày nọ đó,
thầy Khổng Tử cùng với một số người học trò đi đến một cái nơi xa, rồi câu chuyện này là dài lắm, nếu mà chúng tôi muốn tóm tắt thôi. Thấy người học trò của mình nấu cơm rồi bóc cơm ăn trước, cho nên thầy Khổng Tử nghĩ rằng là cái người học trò đó thiếu lễ độ, không có thành thật. Nhưng mà trong cái mâm cơm thì trước mặt mọi người, người học trò đó mới nói rằng là con nhường cái phần cơm của con lại cho những người khác bởi vì con đã ăn. Lý do mà con ăn đó là vì con đang nấu cơm vừa chín thì có một cái đám bụi bồ hóng nó rớt xuống, mà bây giờ múc cái đó để đổ thì con tiếc, cho nên con phải ăn cái số cơm dơ với bụi với bồ hóng như vậy, cho nên bây giờ con không có ăn được. Lúc bây giờ đó, thưa quý vị, thầy Khổng Tử mới hiểu được cái sự thật, không còn nghi ngờ người học trò của mình nữa. Nếu lúc đó người học trò không nói ra cái sự thật như vậy thì ngài Khổng Tử yên trí, bởi vì chính mắt thầy Khổng Tử nhìn thấy người học trò của mình bóc cơm trong nồi để ăn. Đó, trước mắt như vậy mà vẫn còn hiểu lầm, đoán lầm, huống chi là những gì mà chúng ta không thấy, không nghe, mà chúng ta chỉ nghe lại qua trung gian của một cái người thứ ba hay là một cái người thứ hai. Do vậy mà những cái điều mà chúng ta nghĩ là hoàn toàn sự thật, theo cái cách mà mình nghĩ, theo cái điều mà mình hiểu, không hẳn là sự thật 100%. Cho nên Đức Phật dạy là tam giới bất an dù như hóa trạch, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới không có cái gì gọi là an ổn, an lạc. Nó giống như một cái nhà đang bị cháy, đang bị hỏa hoạn. Và Như Lai kiến tam giới bất như tam giới sở kiến. Đức Phật thấy ba cõi không giống như là ba cõi mà chúng ta thường thấy, bởi vì với Phật nhãn thì những gì Đức Phật thấy nó hoàn toàn là như thật, chính xác 100%. Còn những gì mà chúng ta thấy chẳng qua thấy bằng những cái vọng tưởng, bằng những cái nhãn thức. Và nhãn thức thì nó chỉ có khả năng phân biệt ở trong một cái phạm vi rất là giới hạn. Nó vẫn còn có những cái mà không đúng với sự thật. Mình chỉ thấy ở bề ngoài, mình chỉ thấy về những cái hình tướng thôi, chứ còn trên thực tế thì chúng ta không thấy được cái nội dung, cái thật tướng, cái thật tánh của các pháp. Cứ lấy một cái thí dụ ở trước mắt đây là con biết cái gì không? Dạ, cái điện thoại. Cái điện thoại phải không? Bây giờ con nói cho thầy nghe cái điện thoại đây làm sao? Dạ, nó có cái vỏ màu đen. Chỉ vậy thôi phải không? Dạ. Thì nếu mà con chỉ trả lời cái điện thoại chỉ có cái vỏ màu đen không thì nó chưa có diễn tả được hết cái điện thoại phải không? Bởi vì ở trong nó có những cái chức năng, nó có những cái cấu kết, nó thế này thế kia. Thì nếu thầy cũng nói ô, cái điện thoại này chỉ có cái vỏ màu đen thôi. Nhưng mình chỉ nói một phần rất nhỏ về cái điện thoại, chứ mình chưa diễn tả 100% về cái điện thoại này, phải không? Mà bây giờ
Con hay là thầy muốn diễn tả 100% về cái điện thoại này mình cũng không diễn tả hết được. Bởi vì mình không nắm vững những cái kết cấu, những cái mà nó đã hình thành cái điện thoại như thế này thế kia. Và kể cả những cái chức năng của cái điện thoại chúng ta chỉ sử dụng một số thôi phải không? Còn bao nhiêu cái nó kêu là function phải không? Nó có nhiều cái chức năng mình đâu có như chắc là con giỏi hơn. Con là sinh ra bên này con giỏi, còn thầy là thầy không giỏi, anh thành thử ra thầy chỉ sử dụng một vài cái điều rất là căn bản trong cái iPhone thôi. Còn những cái khác thầy không biết sử dụng. Thành thử ra không thể giải thích, dù có mở ra từng phần đi nữa thì cũng không thể giải thích được. Phải có những cái tài liệu của nó ghi rất là rõ cái chức năng này phải ứng dụng cho cái vấn đề nào, phải làm sao đó, thì cái đó phải nói rằng rất là khó đó. Cho nên nói đến sự thật là gì, không phải là dễ để chúng ta có thể trả lời. Sự thật trong đạo Phật gọi là chân lý phải hoàn toàn là sự thật mà chỉ có một nửa sự thật thì nó cũng không phải là sự thật. Chứ đừng nói là chỉ có 10% là sự thật. Cho nên mình muốn nêu cái sai lầm của một người nào đó giữa đại chúng hay là chỉ mình với người đó, thì những cái điều mà chúng ta nêu phải hoàn toàn đúng với sự thật. Nếu mà chúng ta chưa biết chắc những cái điều mà chúng ta nghe, những cái điều mà chúng ta thấy không hoàn toàn đúng với sự thật thì chúng ta không được nêu. Nếu mà chúng ta nêu thì nó sẽ có nhiều cái sự sai lầm. Nhưng mà có rất là nhiều người trong chúng ta ở cái thời đại hiện nay tha hồ tuyên bố cái này, tuyên bố cái kia, khẳng định cái nọ, đề quyết là như vậy. Trong khi đó bản thân mình không nắm chắc cái điều đó có đúng 100% hay không. Thật giả là chỉ nghe qua trung gian của một ai đó rồi khẳng quyết rằng là người đó hoàn toàn sai, người đó cần phải lên án, người đó cần phải xử trì vân vân và vân vân. Đó là cái điều mà tại sao Đức Phật dạy là khi mà chúng ta cử tội một ai đó, cái pháp đầu tiên đó là thật. Cái tội đó phải thật, cái lỗi đó là cái lỗi đúng hoàn toàn 100%, chứ không phải là không đúng với sự thật. Đây là cái điều rất rất là quan trọng. Xin thầy giảng rõ về pháp thứ hai giúp người tội an tâm ạ. Pháp thứ hai phải không? Sau khi cái pháp thứ nhất là đúng với sự thật thì đến cái pháp thứ hai đó là phải đúng thờ chứ không phải là phi thờ. Đúng thờ ở đây có nghĩa là gì? Tức là phải nói cái điều đó nó phù hợp với cái thời gian, với cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như trong lúc đang tụng kinh mà mình nói cái điều đó lên đó thì đại chúng cũng không nghe, mà cái người được cử tội họ cũng không nghe được. Tiếng kinh trầm bổng giữa đại chúng mà nó cũng không thích hợp. Bởi vì sao? Trong một cái không khí trang nghiêm, mọi người đang vận dụng tất cả cái năng lực thanh tịnh để thọ trì kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm hay kinh Đại Báo Tích, Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Kim Cang chẳng hạn, mà mình đứng mình nêu cái sự sai lầm của người nào đó thì nó không hợp thờ, nó hoàn toàn phải thờ, phi thờ. Hay giả là trong một cái buổi côn đang ngồi ăn trang nghiêm trong một cái thờ quả đường mà mình đứng dậy mình nêu cái tội của một người nào đó thì cái điều đó nó hoàn toàn không đúng thờ.
Rất tiếc thời gian không cho phép thầy cho chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hân hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị phước huệ trang nghiêm, vô lượng an lạc. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật.